Hello, xin tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em xin giới thiệu bác về một chiếc xe lướt khá là ngon. Tại vì là mấy hôm nay bên em cũng đóng hàng hơi nhiều, nên ra là cũng không có thời gian quay một số cái xe lướt. Thì hôm nay em sẽ quay cho các bác. Thì con này nhìn là Ancos đi lô các bác nhé. Ancos đi lô, giá thành của nó bây giờ đang là 14 triệu hơn một chút. Đó, con này thì là gần như là mới kinh con, gần như là dắt ra cửa hàng nhưng mà lại dắt ra xong rồi. Thế là đây là một anh mới chơi, dắt ra xong phát thì sau về nhìn cái check đẹp quá hay lại chuyển sang check và bán ngoài lại cho bên em. Đấy, nó là như thế các bác. Qua tổng thể mà số kiểm tra ấy, thì trên sườn con này không có một vết xước các bác nhé, không có một vết xước, rất là mới, gần như là nói là dắt ra cửa hàng ra thôi thì là cũng là chuẩn. Đây, màu của nó là màu lâu, lâu này là lâu kiểu lâu lâu mặn đấy các bác, chứ nó không phải là lâu của lâu sẫm đâu. Đây, cái màu của nó này cũng rất khó tả về cái màu này. Đây các bác nhìn chưa? Đấy, cái màu của nó đây. Em cũng không 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 biết là nói cái màu này như thế nào để các bác hình dung được. Thì em mới gọi nó là màu lâu của lâu 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 mắt nhá. Đấy. Mỗi lúc mix một màu khác nhau nó ra một màu khác. Đây là chữ đi lô này. Và đặc điểm của con này thì nó là khung carbon. Khung carbon các bạn. Và cái khung carbon của cái dòng Ancos thì các bác biết rồi, thì nó làm cái khung rất là đẹp. Vì cái dáng khung của nó này các bác này. Anh nhìn thấy chưa? Nó đâm thẳng xuống, nhìn ra cái dáng khung nó rất là đẹp. Về cấu hình của con Dino này cũng khá là cao, nó cao lắm luôn đấy. Tại vì em cũng chưa thấy một cái con xe nào trong giá thành đấy mà nó lại cao cao như vậy mà nó có cả khung carbon luôn. Thì đầu tiên thì em sẽ cho về các bác biết về cái cặp phanh của nó đi. Đây là cặp phanh dầu Shimano MT200. Đây các bác này, Shimano MT200. Đó, và có tay bấm xả của Shimano DOJ M5001. Đây, cặp tay bấm xả DOJ M5001 đây các bác này. Đấy, DOJ nhá. M5001 này. Đây cũng là tay bấm xả M5001. 11 tầng. Líp của nó là 11 tầng. Líp con này là líp Sunshine luôn. Líp của nó là líp Sunshine 11 tầng luôn, chứ không phải là líp không có tên tuổi. Nói chung là những cái đồ cắm trên con này thì toàn là những hãng nổi tiếng thôi. Về củ đề sau cũng là Shimano DOJ M5001, bộ giò đĩa này các bác này. Bác các bác nhìn chưa? Bộ rồ đĩa cực kỳ ngon, cũng là Shimano DOJ M5001 2 tầng và gạt đĩa cũng là Shimano DOJ M5001. Tức là con này có thể gọi nó là full M5001 thì cũng không không quá đâu các bác. Tại vì nó khá là ngon. Xích thì con này là xích của KMC. Có một chút đặc điểm như thế này các bác này. Hôm đấy thì là anh ấy lấy con Ancos Dino này thì là anh ấy không thích bánh 29, mà cái dòng Ancos Dino này nó lại là bánh 29. Nên đâm ra anh ấy có hạ vành xuống 27. Thì cặp hạ xuống 27 thì anh ấy đi sang cặp lốp Maxxis. Đây cặp lốp Maxxis này và xuống vành 27. Đó. Xuống vành 27. Còn đâu là tất cả trên xe là zin, nguyên cặp hạ cặp bánh xuống là từ 29 xuống 27 thôi. Còn đâu là nó zin hết. Tiếp theo thì là về cái phuộc. Phuộc con này thì là dùng phuộc hơi nhá. Đây các bác. Phuộc hơi. Phuộc hơi này có chữ E này. Trên đây là phuộc, đây là chữ khóa ABS này, có thể khóa tăng giảm từ từ, chứ nó không tăng giảm đột ngột. Nhưng một số của khác thì nó chỉ có một là mở, hai là khóa. Đấy thì con này có khóa từ từ, tức là nó sẽ từ từ hết nhún, từ từ đang ở nhún nhá, xong rồi đến nhún ít, nhún ít nữa và đến hết hẳn. Đấy thì nó có là nó là như vậy. Phanh này phanh Shimano MT200, group thì là full M5001, giá thì cực kỳ là ok. Lốp thì lốp dùng lốp Maxxis, phuộc thì phuộc thôi. Giá của nó đang là 12 triệu các bác nhá. Đó, một chiếc xe lốp 12 triệu sườn carbon mà full M5001 thì chắc là trên thị trường giờ chắc là chả có đâu. Tại vì không có chiếc xe nào mà sườn carbon mà lại dùng full M5001 với cả phanh Shimano MT200. Nó khá nhiều đồ Shimano trên con xe này và toàn các thương hiệu nổi tiếng cắm trên xe của nó thôi. Đó. Thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với shop nhé. Thường thường những chiếc xe lướt bên em đăng lên là mất nhanh lắm. Các bác nào mà thực sự là ưng em nó thì là chốt luôn nhé. Tránh như hôm trước thì bên em có quả con Java Fuco Top Deck One đấy. Thì là vừa đăng lên phát thì có anh ấy cọc luôn. Mà trước đó bên em có một bác ấy sang xem. Thì đúng một lúc mà bên em vừa mới thu cái xe đấy xong. Thì bên em cũng chưa chưa muốn bán ra vội. Tại vì hôm ấy cũng đã khá là bận. Thì anh ấy bảo là thôi chiều mai quay lại. Thì là chiều mai anh ấy quay lại thì là đến trưa thì là em vừa đăng lên trên YouTube thì là trên kênh của em thì là chưa có người chốt luôn, thì chiều em quay lại thì là xe đã mất rồi. Đấy thì cứ tiếc thôi. Em bỏ lấy xe mới nhưng mà cũng khá tiếc tại vì cũng muốn tiết kiệm tiền. Đó thì các bác nào mà chốt thì là ấy luôn nhá. Tránh trường hợp như các bác đấy.
chiếc xe khá là ngon, cấu hình thì cao,